Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Delam và Tuấn. Hello. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp Total Warhammer nào. Trận đầu tiên sẽ là trận mở màn giữa quân của mình với lại bọn Marine Bird đánh nhau ở Kisorerus. Trận này là một trận công thành nhưng mà tụi nó không có thành cho nên chúng ta sẽ đánh nhau ở ngoài. Và quân của nó thì hầu hết đều là quân bộ binh. Và tướng level 6 ha. 5 đạo, 6 đạo là 7 đạo. 7 đạo lính tầm xa, ở trong đó có 5 đạo bắn cung, 2 đạo bắn súng và 4 đạo kỵ binh. Kỵ binh chúng nó có số lượng hơn hẳn chúng ta chỉ có thêm đây nữa, chỉ có 3 đạo thôi nhưng mà kỵ binh mình xịn hơn, kỵ binh mình sao bạc, sao vàng tùm lum mà. Ok, và nó có một khẩu pháo, mình cũng có pháo, yên tâm. Chúng nó nhiều bộ binh thì chúng ta pháo chúng ta bắn. Chuẩn bị chưa Tuấn ơi? Hello. Đánh đi. Vãi. Sao hôm nay ông nói nhỏ thế nhỉ? Ông có thể vặn volume nhỏ. Lớn. Ừ, ông có thể vặn volume lớn lớn lên cho các bạn cùng nghe, chúng ta nghe nào. Tiếng nè. Đợi tí nha. Đó, đang loát đấy, đừng có thoát ra thoát vô. Vừa ôn tab xong. Vãi. Nói bé à? Ừ, nói thấy hơi bé. Nói đừng, các bạn đề nghị nói lớn lớn lên. Hello. Ờ, ok. Tốt chưa? Rồi, ok, good. Bây giờ tôi sẽ giao cho ông đạo quân tiếp viện nha. Giao cho ông 1.000 quân á. Ui, có 1.000 quân hả? Ờ, 1.000 sinh linh, còn gì nữa? Ít thế. Ít gì nữa. Còn quân tiếp viện của tôi nói là 630. Chỉ sợ đang chơi mà crash and attack và phát thôi. Sao nãy không bị crash nữa. Kiểu như chắc là tại ông chỉnh cấu hình cao quá, cái driver nó không có hỗ trợ. Do driver nó làm cái sao? Nó làm cái gì rồi đó. Tôi thấy chơi cái driver của tôi đang xài này rất là ổn định. Không bị lỗi kia nữa. Không bị lỗi gì hết, chả bị lỗi gì luôn. FPS cũng cao nữa. Chừng nào nó để mắc à? Ừ, max cấu hình luôn mà FPS chơi cũng rất là được nha. Và zoom cao lên thì hả trên 60, còn zoom dưới thì hả ba mấy 40, quá tốt, quá ổn. Bây giờ mình sẽ xếp đội hình trước nha. Bây giờ tôi sẽ chờ ông Tuấn đó, cho nên mình sẽ chờ ông Tuấn tới rồi mình sẽ đánh, chứ không có đánh riêng lẻ rất là dễ bị chết. Chúng ta dàn trận phòng thủ ở đây đã. He got teleport. Chưa chỗ người ta đứng coi, đứng kia người ta đứng ở đâu. Những cái đạo này mình sẽ để nó phía sau hả? Ba đạo bắn cung. Từ từ, nếu ba đạo bắn cung này mình sẽ để phía sau, bắn súng để phía trước ha. Hoặc là cũng có thể để Vanguard ở đâu đó để chúng ta có thể phục kích nó ở đây. Hay móc lốp nó được. Rồi, kỵ binh ha. Kỵ binh để sang cánh bên này đi. Rồi kỵ binh bắn súng nữa. Coi kìa, coi chiếm hết chỗ người ta, tí người ta đến thì người ta đứng vào đầu. Từ từ, tí tôi cho nó đi ra, có gì đâu. Thế tại sao không sắp nó ra chỗ khác luôn? Pháo binh mà công đi ra. Để coi cái tầm con pháo binh nó bắn tới đâu đã. Pháo binh là đứng đợi cho đứng đứng cao lên xíu, đứng cao ở đây. Hay là cho đứng đây đi. Rồi pháo binh đứng đó. Ok, mọi thứ đã vô hàng ngũ hai tướng đó. Tướng với phù thủy đứng ở ngay đây. Rồi, ê, mình có con Pegasus đây nè, biết bay nha. Oh yeah, bay kìa, ngựa. Bay xong rồi nó lúc mà đánh nhau nó xà xuống. Bay như thế này nó rất là có lợi, kiểu như những cái unit kia nó không có bắt được ông sẽ bay qua thẳng vào phòng tuyến của nó, tấn công những cái khẩu pháo của nó. Bị cung nó bắn chết rồi mà xem. Rồi, đây sẽ là đội quân Start coi. Từ từ, chưa. Bấm lại, đạo này. Đạo này một số 1. Bỏ đạo này đi chứ hả? In group đạo này đi.
Giờ chỉ có một đạo này thôi. Đạo này đã số 1. Xếp quân đến cả tiếng đồng hồ. Lốc lại. Đó, ngon. Lâu dữ mà ơi. Và đạo này đạo số 2. Rồi. Okay. Ủa mà ông tôi nói gì không ta? Nghe mà. What the fuck? Star Battle nè. Bây giờ quân mình sẽ phòng thủ trước, đợi tụi nó, đợi lộn, đợi quân tiếp viện của tụi nó đến. Ồ, xem địa đội hình bên quân nó kìa. Wow. Bên quân nó đông ấy chứ. Mà nó cũng có tiếp viện hay sao? Ủa đông thế. Ôi. Đông vãi. Đông vãi, ơi chết rồi. Hai cái con khẩu súng, hai con cầm súng của tôi để bên đây nè, mà kỵ binh nó ở ngay đây luôn. Đó, phải nằm yên. Kiểu như vậy là phải nằm yên, không được nhúc nhích. Nhúc nhích cái là nó thấy. Nó thấy nó sẽ cử kỵ binh qua nó đánh mình liền. Tại hai con đó để chút nữa mình móc lốp tụi nó. Bây giờ đợi quân của tụi nó đến nữa ha. Ổng đang hành quân ở trong rừng. Tướng cưỡi ngựa nè, thấy không? Cavalry nè, ghê chưa? Tụi ngựa tướng à? Parker lên nè. Kỵ binh bắn súng bên này ha. Để coi con pháo nó đâu. Ồ, con pháo nó để ngay chính giữa trung tâm đội hình luôn. Mortars. Cái tầm bắn của pháo nó tới đâu ta? Ở đây. Ồ, có vẻ như không được xa lắm hả? À, tới đây lận nè. Như vậy là mình phải đứng cách cái tầm bắn của nó ra. Đây, để tôi vẽ cái tầm bắn của cái pháo á cho nó. Nó tới đây là hết. Đi. Đâu? Tới đâu? Ồ, thế à? Thấy không? Ông bấm space lên ông sẽ thấy. Cái đường đó. Mình đi vô trong đó là sẽ gặp chúng phóng binh của nó. Một khi đã đi vô trong rồi thì phải tấn công rất là nhanh lên. Tấn công nhanh lên. Ok. Why you? Gì? Kéo quân lên đi chứ. Ông có đưa quân lên được mà kéo. Ờ nhờ. What the fuck? Nãy giờ nhất chị nói. Thật kinh. Đồ điên, người ta chọn. Nãy giờ người ta vẽ bao nhiêu ra bản đồ. Thế mà không chịu nói nhờ. Đứng đâu đây? Đó, đứng bên phải tôi này chứ đứng đâu? Bên phải à? Ờ. Kéo qua đây. Chúng ta đã mất hết 57 phút. Tôi nhanh đi, tôi đang đi rồi đấy. Đang đi bộ á. Ờ. Xem quân mình có những cái gì nào. Ui giời, toàn đạo lởm thế này. Có kỵ binh kìa. Muốn lởm gì nữa. Ông phải phát huy con kỵ binh đó đó. Spearman level 3 nè, hai đạo Spearman level 3, Red Guard level 9 luôn. Kinh súng nhạc. Bắn nè. Military cầm súng nè, quá trời luôn rồi còn gì nữa. Ông phải đi ông xử những cái con pháo binh với lại cung nỏ của nó. Còn bọn bắn súng á, thì cho bắn những cái con bắn súng cưỡi ngựa bên đó nha. Chứ lấy kỵ binh dí đó, tụi nó chạy nên tụi nó bắn lại chết á. Nhìn nó xa xa, nhìn con này như con chim bồ câu. Mà nhìn lại gần mới thấy con ngựa. Ôi. Tôi nhìn như con vịt ấy. Cái con này nó dãy đành đạch như là hả, con bò rừng như nó. Ông ơi, tôi nhìn từ đằng xa nó như con vịt ấy. Con thiên nga. Như con bồ câu. Rồi, đến rồi. Đến rồi ha, rồi. Bắt đầu dâng đội hình lên nè. Để pháo lên đây coi. Để kéo pháo lên cái ông ơi. Ông đi trước đi. Để ông ở bên khoảng cách xa hơn. Tướng này của ông có xịn không đây? Cái tướng bên này này. Tướng level 3 mà. Ở đây mình có cái phép này có thể đánh xa được không? Đánh không tới chứ hả? Kinh, tướng cầm kiếm màu vàng. Invalid target hả? Tướng sao á? Tới không ta? Tới không? Bút nó một cái. Coi nè. Gì?
Coi ở bên đó nè. Ồ, bên đó sao? Không không không. Hình như con phù thủy này đi phải hơi bị xa mới tới được cái vị trí đó, 250m lận. Wow, trận này to hay nè. Lùi lại đi. Lùi lại là sao? Rồi rồi, không không, tôi nói quân tôi mà. Tiến lên. Tháo gọn xong máy chưa thì bắn vậy. Chưa có tầm mà. Đó, con này của mình đi, mình dụ nó, tướng của mình đi nè. Đi mình dụ nó bắn nè, thấy không? Thấy không? Thấy tôi dụ nó bắn không? Cho quân đi sau á, không bị gì. Nó bay 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 về sau mà nó bắn được đúng không? Em thằng gà kìa. Vớ vẩn rồi, trúng một viên vỡ đầu chết, ngã dập đầu. Kìa, yeah, quân nó tiến lên được kìa ông à. Kệ nó. Sao nó không bắn nữa nhỉ? Pháo binh nó để đâu rồi? Nó đang di chuyển pháo đi. Cho nên mình không thấy nó bắn nữa. Nhìn cái con kia bay ngộ quá. À. Bay từ từ thôi, coi chừng bay nhiều quá nó hết sức. Để chừng nào nghe nó bắn cái bùm cái là mình cho nó bay là vừa. Tại vì đạn pháo khi mà nghe tiếng cho tới khi nó bay đến mục tiêu chắc phải mất mấy giây nữa. Kìa. Ờ. À, không nghe tiếng gì nhỉ. Trời ơi. Úi giời, sao trúng được. May mà mình cảnh báo kịp. Ăn ba và đạn chết bố. Sao mà trúng được. Kìa, con nó xông lên rồi kìa. Kệ nó. À, mình chống quân của mình là ở hai bên là đứng bắn thương mà đó, bây giờ mình mới bắn nó nè, chiu 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 bỏ đầu nha. Bắn tôi này. Ôi chết rồi. Tấn công. À, để đi giết cái con ấy của nó đi. Tấn công. Gì chứ, kỵ binh là phải xài nha. Tấn công loạn hết. Để tôi tấn công pháo binh đó. Trời 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 trời, kéo mấy con này ra. Ủa
Xong một đạo nữa. Ok, chúng ta sẽ thắng trận này thôi. Cứ bình tĩnh. Ồ, 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 nó tấn công phía sau. Chúng ta có nhiều thứ để làm đấy. À, hộ giá ông ơi. Ở đâu? Chả thấy thằng tướng ông đâu cả. Chúng ta cần hộ giá gấp. Chỗ nào? À đây à? Ok, xong rồi đấy. Cử một ít quân ra đó hộ giá cho hoàng thượng. Hoàng thượng có thể đánh không lại bọn chúng bây giờ. Hãy xuống đánh kìa. Ủa. Có súng nữa nè, kéo ra đánh nè. Đó, kéo súng ra đây bắn tàn quân tụi nó. Ờ, những cái đạo này qua đây tấn công đi. Ồ, một đám quân nó dồn ở đây luôn. Win. Trận này dễ dàng hơn mình nghĩ. Ờ, cứ tưởng thấy quân nó đông lắm, tưởng sợ, nhưng mà tại vì tướng của nó chỉ huy không có giỏi. Ờ, tưởng nó ngu quá. Lực lượng gắn cân hai bên nó chỉ ý thôi, mình có tí thôi. Ờ, thôi cứ tàn sát đi để lấy kinh nghiệm anh em. Đội kỵ binh của mình đây chết 12 con. Cái coi nó giết được bao nhiêu con nè. Giết 208, 24. Pháo binh giết 128. Súng bắn giết 33, giết có ba mấy con à. Kỵ binh giết nhiều á. Ui, sao bắn trúng cây kìa. Ờ. Vỡ cây luôn hả? Đổ cây không? Không, không. Hết sức luôn rồi, sao Tyrus không chạy nổi nữa. Tha cho chúng nó một con đường sống đi. Để bọn nó lại bắt làm tù binh. Để bổ sung vô lực ôi lượng trời, quân đội của chúng ta. 1.200 luôn cả. Ừ. 1.500 chứ 1.200. Ừ. Kỵ binh của chúng ta lúc nào cũng là giết nhiều nhất 210. Ơ thằng này giết có 1 à. Thằng này không giết được ai luôn mà hả? Chết quá trời. Thế là thế nào? Chắc là có đạo nông dân đấy mà. Cái đạo mà mình không hiểu được. Đúng không? Đạo nông dân đúng không? Không biết. 1.400. Ta với lượm được cái gì mình chưa kịp coi nữa. Occupy chỗ này. Agreed. Ability Potion of Speed. Rồi Follower Gain Coachman tăng 6% trace với lại mọi toàn thế giới hả? Được rồi, để cho con này xài. Skill spawn bây giờ tăng con này theo đường tấn công đi. Tướng này sẽ là tướng tấn công. Tướng phụ sẽ là tấn công và tướng chính sẽ là chỉ huy quân đội. Ở đây mình có nhiều chiêu mới nè. Aura Sai cộng 10. Đây, just bonus cộng 3 cho kỵ binh. Tốt. To the provinces. Ờ, tướng của mình này. Cho nó lượm được cái bùa gì đó rồi hả? Không ổn rồi, không biết tên sao bọn Green Skin đi đường bước như nào đây. 6% cho agreement. Trong tập trước thì một liền một lúc tôi mất 2 tướng liền. Ờ. Mất luôn 2 cái settlement. Shit. Ồ, chúng ta có bao nhiêu
follower mình bỏ vô đây hết nè, thấy không? Cộng 1 cho những quân lính tuyển nè, cộng 6% chase nè, 10% tốc độ hồi quân nè, và 20% win submarine research. Đó, thằng này có tốc 10% không? 10% tốc độ hồi quân có luôn, tốt. Như vậy là nó sẽ hồi quân rất là nhanh thôi. Đây, chỉ trong 1-2 turn là chúng ta sẽ hồi đầy máu lại và chuẩn bị có thể đánh tiếp được. Ready. I am prince and emperor. Rồi chắc là mình cho đạo này quay lại Marineford đi. Để chuẩn bị lên phía bắc đánh thằng đánh chém chiếm lấy tỉnh Godshell này của nó. Để vô thăm thú xem tình hình quân đội của nó bây giờ, nó chance run của nó là 37. Khá là yếu. Ở đó đi, và lượt sau nữa chúng ta sẽ đánh. Bây giờ phía nam. Bây giờ để xem kẻ thù của mình còn những ai ha. Team Pelot Hawk là tụi nó tút bên kia, không có đáng kể. Bọn này bây giờ nếu mà muốn hòa bình thì đó là tụi nó phải chịu liền đi chứ. Nhưng mà bây giờ mình không muốn hòa bình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kiếm thằng nào đó đánh, kiểu như đánh thằng lùng mà chẳng hạn. Thằng này chỉ có 2 settlement thôi nè. Rồi thằng Brenton này 3 settlement, kiếm thằng nào yếu yếu hơn đánh trước. Baston này 2 settlement nè. Đánh cái thằng bên này trước để chiếm lấy vùng núi của nó. Chết rồi. Lọt. Để xem sức mạnh quân sự của nó cỡ nào ha. 22, chúng ta có thể chiến tốt tụi lùng. Ok, mình xây cái này tiếp để tăng tăng cái roll lên. Hoặc là xây cái cổng này nè. Đó. Để cho không có thằng nào mà nó dám đánh phá mình nữa. Ready. Ok, lượt sau mình sẽ tấn công vào bọn lùng và tấn công vào Black Post của nó. Ở đây tạm thời mình không cần cái nhà này đâu. Mình cũng không có tuyển quân ở lúc này, bây giờ full 20/20 rồi, mình xóa cái nhà này đi. Để lấy cái vùng trống đó mình xây những cái công trình khác. Và để xem có bạn nào chịu liên minh với mình không. It is good to see fellow sons of the empire this day. À, mình có thể bắt thằng này join Confederation nè. By Sigma's will. Được chịu không? Trung bình. Public order trừ 8 và giảm âm 4 trừ 40% diplomatic relation với tất cả các những nước còn lại. Giống kiểu thành chư hầu trong Shogun đấy. Ừ. Nhưng mình có thể bắt nó được. Nhưng mà tạm thời cứ để đó đi. Surely an agreement will be. Nếu mà được thì mình có thể hốt được nguyên cái đống này của nó luôn nè. Nhưng mà nếu mình hốt cái thằng Whistling này thì hả, tất cả những cái nước khác nó sẽ đánh mình. Cho nên chắc khoan đi, tạm thời chưa cần. Chúng ta rất là muốn những cái vùng đất của đó, nhưng mà tạm thời như vậy là không có nên. Vậy vì tình hình chính trị của chúng trong nước mình cũng không có ổn nữa. Bây giờ đang âm chính và đang tăng rất là chậm, mỗi lượt nó lên có 3. Và cái vùng đất phía bắc Karabok này nè, bây giờ nó tới âm 69 lận. Chút nữa thể nào quân bọn loạn phiến loạn nó sẽ tới, nó phá này nọ. Nên ok, bây giờ chúng ta không còn gì để làm nữa. Và trả tin cho ông Tổn. Ghê, một tên Nicholas. Một tên của ông ấy chắc đến nửa tập luôn. Tăng 36 miliu em còn quá phần. Ok. Đấy, có nhiều việc để làm mà. Ồ, nó thằng lùng nó thấy mình đánh, nó muốn mình đánh, nó kéo về, nó thủ kìa. Oxstone. Em nào. Việc đầu tiên mình phải làm phải là 17/20. Thôi xong, bọn Black Iron Mine đã bị chiếm. À hả. Đầu tiên là nghiên cứu tiếp nào. Để xem qua vùng đất cậu ông Tổn chơi, thấy mình có vẻ tương đối ổn rồi đó. Chúng ta có thể rút về phía nam và an toàn ở sau cái vùng núi đó. Còn vùng đồng bằng để rất là hỗn loạn thôi, để cho loài người thất đại vương quốc họ tranh giành với nhau đi. Mình sẽ đi đánh bọn lùng với bọn Brenton ở phía nam.
chúng ta sẽ có một vùng đất trù phú ở phía này. 14 14 cộng với quân trong thành là bao nhiêu? 5, 6, 7, 8, 9 12. Không đủ quân để đánh nó rồi. Thằng này không tuyển được quân nó mới nhục chứ. Cái dấu này giống như military ally nè. À, situation garrison. Tình hình không ổn, không ổn. Để mình coi hả. Oh. Chắc là sẽ phải tuyển. Cái này đập đi được đường mà không chịu đập. Xây cái này xong nó sẽ cộng cho mình 2 pistoler là bọn nào ta? 2 pistoler, 2 swordsman với lại 2 crossbow nữa. Tôi phải tuyển thêm một thằng tướng nữa nhỉ? Có nên không? Ông có bao nhiêu tướng? Có 2 tướng hả? À. Như đó là hả gánh nặng kinh tế lắm hả? À. Tôi thấy ông 3 tướng luôn đúng không? Có mất nhiều. Tôi trước mất 2 tướng còn 2 tướng thế này. Còn 2 tướng mà không có quân, chủ yếu là có nhiều quân đấy. Nó full stack đã. Ông chưa có đạo full stack. Quân. Nhưng mà khổ nỗi là cái thằng này nó lại không mua được quân. Sao nãy tôi thấy ông có nhiều quân lắm mà sao giờ thấy quân ông có vẻ ít. Ít ít sao á? Đúng không? Mình hồi nãy mình thấy ông có quá trời lính luôn, bây giờ còn nhiêu đây à? Thì tôi một phát từ hàng 3 xuống còn 28 này này sau khi mất hai thằng tướng. Bây giờ không biết nên đánh kiểu gì. Chẳng lẽ phải cho tôi xem diplomacy rồi mà. Tôi đang tích cực tuyển quân đây này. Mà hả, không biết là nó còn bao nhiêu quân nữa nha. Ngoài đạo này ra nó còn có thể nhiều đạo khác. Ê, nó rình rập ở đây, nó vào đánh úp một cái là hả tan nát hết. Giờ tính sao đây? Giờ nó đánh tổng lực là mình chết quéo được vèo. Ừ. Phải nhanh chóng tuyển quân thôi. Phải tuyển quân nhanh đúng rồi. Tuyển quân nhiều lên. Tuyển nhiều quân. Tuyển nhiều lên đánh lại Varenka Hill. Đây đang chờ đến tuần sau. Đã có thêm 3 đạo nữa. Với lại quân ông nó đang bị mất máu nè, nhiều con còn mất máu quá, chưa có đủ full mà. Tướng chưa có full mà. Tướng. Mà thằng này không tuyển được cái chứ. Với lại ông đợi đứng ở trong đây không có thành để thủ nè. Nó mà tấn công là hả ra ngoài đường mà đánh. Ta đi xem những con tướng của mình ha. Thằng này có chiêu gì? Xem chiêu của mấy con tướng là trừ 4 leadership. Bây giờ này đã được 2 vạch rồi, level 2. Level 2 bây giờ cộng ủa, tới lượt mình à. Nhanh vậy. Tôi phải chờ tuyển quân thôi chứ tôi không có làm gì hết. Ừ. Không thể làm được cái gì hết. Ồ, nó kéo đi, nó phòng thủ ở đây nè. Ở đây chúng ta tuyển thêm kỵ binh đi. Strengthen the empire. Tuyển 2 đạo kỵ binh. Má ơi. Ê, lính mình toàn lính bắn súng không? I refuse. Tại vì mình đứng đây là không có tuyển được lính khác. Tuyển được lo bộ đã hơi bị lâu. Spearman à. Tuyển nó là mất 2 lượt nữa. Tuyển rất là nhiều quân luôn. Một đạo này nè. 2 đạo Spearman. Coi như là mình chờ đi khoảng 3 turn đi để mua thêm quân tấn công vào đây. Ở Russell này tụi nó hoặc là chỉ cần chờ một turn thôi. Chỉ cần mua thêm con ngựa thôi đủ đánh rồi, đâu cần phải mua nhiều đâu. Ở đây mình có thể tới mình tuyển luôn nhà ngựa nữa nè. I am prince and emperor. Mà tụi nó có lính gì đây ta? Bắn súng. Có vẻ như Blackstone Sports Miner Long Bear. The nation calls. Tấn công nó được á. Ở đây nó không có thành. Thành sách Liêm là ở dưới, đánh được. Quất luôn.
ta rất có lợi thế về hả, súng ống với lại ngựa kỵ binh này nọ. À, tôi coi tướng level mấy, tướng level 1, chết mày rồi. Có delay war không ta? Để coi khoan. Để bây giờ mình để coi đồng minh, nó có đồng minh phe cánh gì không? Trước khi đánh phải coi rất là kỹ. Tụi nó đang đánh nhau với tụi Baston. Nếu mình đánh nhau với Baston à, đập nó luôn. Đập nó luôn. Nó với thằng Baston đang đánh nhau, thôi mình đập nó trước xong một chút nữa mình đập qua thằng Baston. Tuyên chiến. Delay war. Coi như là mình là nước phải nói là hiếu chiến nhất vùng Trung Địa rồi còn gì nữa. Tí nó ối ối sao quân nó đông thế. Tí tụi nó đập ra nó đánh rồi thì đừng kêu nhé. Sao cái cán cân lực lượng có vẻ như là nó không có nghiêng về phía mình không, cho lắm. Không nó điêu đấy, ông cứ vào đánh đi sao đâu. Đây này, nếu cùng lắm thì mình rút lui thôi chứ làm gì nhau. Đánh đi sợ gì. Ở đây mình có rất là nhiều, nó có rất là nhiều bộ binh luôn. Tụi nó có tới 26 đạo. Mình có 20 đạo à. Nhưng mà mình có nhiều súng ống lại ấy này nọ, có nó có nỏ kìa. 4 đạo nỏ. Tấn công luôn. Đánh được tốt đấy mà, lo gì quân ông tinh nhuệ hơn hẳn chúng nó. Ừ. Bây giờ nè, chủ yếu là mình vừa bắn vừa chạy là tụi nó sẽ không thể nào đánh được mình hết á. Hiểu không? Vừa đánh vừa chạy á. Ừ, tại vì mình có lợi thế là kỵ binh xong rồi súng ống bắn xa hơn tụi nó nhiều. Ủa, mà pháo binh nữa. Rồi mình có pháo binh nữa. Đó, rồi phù thủy này nọ, chúng nó đông về bộ binh thôi và giáp. Chúng nó giáp châu. Giáp châu thôi. Những người sẽ... đồng hương của tôi á. Ồ. Mình đóng quân cái map này dị vậy. Mình đóng quân trên đây à, ngon. Đó, đặt pháo ngay đây. Bắn nó. Ôi cái map này buồn cười thế. Bây giờ ông, tôi giao cho ông chỉ huy quân gì bây giờ. Ê nhở, cái map này nghiêng nghiêng. Một phù thủy nè, à. Một bắn súng nè. Giờ chỉ cho ông chỉ huy bắn súng nè. Đó. Gì vậy trời? Chúng ta phòng thủ ở đây. Mình có pháo mà, mình có thể dồn nó bắt ép nó lên đây được. Được chưa? Ready? Chưa. Rồi. À ha. Bắn đi. Báo đâu? Hoạt động coi. Chưa đủ tầm. Tới không? Ôi giời. Để đẩy thêm nữa. Ôi của nó đông chưa kìa. À, nó đông khủng khiếp luôn. Tụi nó đứng yên á. Để mình đẩy quân lên. Thấy chưa, cán cân lực lượng bây giờ 50-50 nè. Thậm chí mình có phần nhỉnh hơn nữa chứ. Chèo nó tính kiểu gì. Chúng ta sẽ đánh từ trên chiến dốc đánh xuống. Đúng rồi, mình sẽ tận dụng lợi thế. Có những cái khẩu pháo motor của mình bắn nó nát. Nát gáo. Và tận dụng địa hình là mình ở trên đánh xuống nữa ha. Quân chúng nó nè, rất là đông bộ binh. Biết thế thì trên mạng cả dòng. Biết thế trên mạng cả dòng. Chơi cái bọn lùn này ghét ghê á. Chạy chậm như ruột bò à. Ồ, chúng nó bắt đầu hành quân rồi. Ta phải đẩy pháo nhanh lên. Pháo ngay đây được rồi. Yes,
Bắt đầu vô vị trí chuẩn bị lắp đạn bắn. Ê, kỵ binh súng ông đi quấy rối nó đi là vừa rồi đó. À. Ông đi cánh nào đừng có để bị cung bắn là được rồi. Kiếm cánh nào bắn vô cánh đó, tôi thấy ở đây được nè. Cánh nào thấy có cung hết. Đó. Ở đó được nè, bắn vô thằng này của nó nè. Bắn bớt đi thì vừa. Đó, pháo binh bắt đầu bắn nè. Đi qua phải một chút. Bum bum bum. Chả trúng ai. À trúng một đám. Trúng một đám luôn kìa, còn không trúng nữa. Ra sau lưng luôn bắn. Kỵ binh của mình cũng lên đường là vừa. Ôi, ừ. Đầu quá ông ơi. Ừ, ông bắn tụi nó đi. Chết đấy nè. Té 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 té. Té chết hai con rồi hả? Bắn thằng nào chết hết đấy luôn chứ. Mình bắn nó không chết con nào luôn cơ. À chết đâu, chết hai con à. Ba con. Bum 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 bum. Quấy rối. Rồi, chắc là tôi sẽ có thể bắt được hai đạo cung gì của nó ở dưới này. Ông quấy rối tiếp tục đi. À. Thằng nào ở bắn ông tôi sẽ cho kỵ binh đánh. Dương xuống. Charge. Kỵ binh tấn công. Đừng sợ. Bum 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 bum. Yeah, bên này. Vòng qua. Ôi chúng nó cũng có súng cơ. Chúng nó có súng à? Ừ. Đánh vòng qua vòng lại nào. Con này ngu nhờ, đánh trên đồi đánh lên chân thì đã chạy chậm chứ. À. Cầm lên. Hút. Đúng 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 đúng. Chúng ta để slow motion nè, để mình có thời gian mình điều khiển quân thêm. Có thể là thằng này sẽ đi xuống đây và đánh ngang qua đây. Đấy đó. Rồi chúng ta sẽ cần khoảng 2 đạo để xuống đây đánh tiếp viện. Để tụi nó. Pháo binh thì ô mình có một đạo súng nè. Đạo súng này cho qua đây để bắn cái đạo cung của nó. Cung thì bắn cung hoặc là bắn những cái đạo khác. Để cho nó tự động bắn cũng được. Dàn cái hàng Spearman này rộng ra. Đúng rồi, bắn tụi nó đi. Ê, 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 ê. Gì vậy? Đó, tôi đang điều khiển mà. Đừng lo, mình chết có một con à. Nãy giờ đội kỵ binh mình mất máu nhiều quá chứ. Nhìn phù thủy, nhìn phù thủy. Ồ. Bây giờ mới cho tướng vô nè. Ê, ê, ê. Gì vậy? Đánh đi, có đạo nhỏ mà. Tôi làm gì có quân để mà đánh. Đó, đó rồi, có quân đó rồi. Cho một đạo ra nó chạy à. Đùng đùng.
tạo chúng là chạy hơi bị mệt rồi đó. Cái này là gì ta? Release Hitman. Cố đạo này đi. Không biết nó có tăng hitpoint lên không. Em nhìn đạo ngựa của tôi rủ nó ra tận đây này. À. Để giết tướng nó, cho một đạo đi giết tướng nó. Rồi súng chúng ta bắn cho nó gần chết luôn rồi. Ủa nhìn cái con lực lượng kìa, bọn lùn ấy trâu thật không ạ? Ờ. Đánh đấy là mà không tụt tí nào rồi. Thật. Pháo binh cho bắn nữa mới được. Bắn nhiều vào chỗ này nè. Tập trung cho pháo binh bắn vô đây, bắn chỗ khác nó không có sợ mình. Bọn lùn này nó đứng lại nó solo với mình luôn mới ghê chứ. Kinh nhỉ. Phù thủy đâu, cho đánh chiêu đi. Đánh vô chiêu thôi. Hết mana rồi à. Ồ, tụt máu kinh quá, lùi. Phù thủy lùi. Cứu giáp phù thủy. Đâu người ta. Phù thủy vô dụng rồi nhá. Ờ, à, chạy rồi hả? Ừ, còn không còn thể lực mà chạy phải đi bộ kia cả. Mana hết, thể lực hết, chạy làm gì rồi, vô dụng rồi. Giờ chúng ta vẫn còn pháo binh mà cứ tiếp tục nã vô đầu tụi nó. Thấy còn một đạo nè. Rồi đánh vòng qua đây được. Ở đây mấy đạo của mình, 2-3 đạo giờ nó của mình đang giết một con tướng của nó. Nó sắp hết nửa máu rồi. Ôi ông ơi, thỉnh thoảng nhìn mấy thằng mã từ trên dốc nó lăn. Buồn cười lắm. Sao bọn này? Ông ơi. Ơi. Để ý xem mấy thằng lùn tình cảm bị bắn đầu lăn lông lốc xuống dưới sườn dốc không ạ? À. Đầu lăn lông lốc luôn ấy. Lăn lông lốc luôn à? Ừ, lăn lông lốc luôn thì bỏ. Ở chỗ đó pháo binh bắn rồi cho nên mình không có cho qua bên đó đánh nữa. Thắng rồi, tôi kìa, cán đưa. Tôi. À, phù thủy có mana rồi, đã bắn thân nữa nè. Đó, bắn vào chỗ đang phát sáng á. Đấy, đang bắn. Ồ, trượt, chúng mình mỗi phát. Ăn hại. Ồ, này bắn chúng mình nữa rồi. Thôi pháo binh đủ rồi. À, pháo binh chuyển qua bắn chỗ này đi. Cho nó bắn vô lính mình không à. Không biết tụi này nó có bắn không đây. Ôi cái đạo ngựa mãi mà không giết được cái đạo Big Ace này. À mà nó chạy rồi. Ôi. Thắng rồi. Yeah. Ồ. Trận này pháo binh chắc là giết hơi bị nhiều luôn á. Quân nó tan tác rồi kìa. Bỏ chạy hết rồi. Rồi win. Ồ. 20 đạo đánh 26 đạo, 25 26 đạo 128 kìa. Ồ. Kỵ binh rất nhiều nhất 200 194. Ừ, cái binh mình giết 194, gần 200 luôn. Tướng giết 115 luôn cơ. Khiếp. Kinh. Pháo binh coi vậy nhưng mà pháo binh bắn nó kiểu như là nó giảm morale. Giảm morale. Ừ. Yeah, chúng ta đã chiếm được một cái thành trì nữa. Bây giờ cướp hay là sack hay là raise. Sack thì mình sẽ có tiền. À, tốt hơn là chúng ta raise. Ủa. Ơ. Hả? Không có gì ta? Không chiếm được thì. Ừ, không chiếm được. Chỉ có biến thành bình địa hoặc cướp thôi, hơi cướp đi được 6.003 lận. Rồi quay về sau. Cướp xong rồi quay về thà đất của mình đứng. Đó, quay về đây đứng để lượt sau đi qua mình đánh nó tiếp. Xong rồi chiếm lên đó thành bình địa.
Imperial Pegasus tăng lên nữa nè. Tăng cái này lên đi, hoặc là tăng lên cấp 2 để trở thành một con Imperial Pegasus mà cộng 10% charge bonus. Nó tăng, mình tập trung mình tăng những cái nhánh mà có cho con ngựa trước. Bây giờ tiền mình 8.900 luôn, 9.000 đồng vàng tha hồ mà mua sắm. Vậy là không có phải sợ tốn tiền nữa. Kinh ta có thể mua ba đạo luôn. Ba đạo bắn súng chúng lại lên đánh cho thằng kia. Để xem tụi này nè, Kazas Adun đang đánh nhau với nó. Giờ kêu hòa bình cái nó cũng chịu. À không, nó không chịu đâu. Nhưng mà nó hết quân rồi. Và tụi nó chẳng còn thằng lính nào hết. Bây giờ mình xây gì đây? Xây cái này đi, đặng thăng income. Chừng nào lên được cấp 2 mình sẽ xây cái nhà mà cái rào á để có tường thành. Ở đây cũng có nhiều thứ để xây nè, Helm Guard nè, xây lên cấp 3 luôn nè. Top nè. Xây cái này mất 4.000 à. Hay là thôi chưa xây cái này vội, để lấy tiền nữa mình còn 7.000 đây để mình nâng cấp nhà chính lên ở Atop lên. Hoặc nâng cấp cái này lên để mua lính mới nè. Mua được con Empire Captain Rex Wars Handgunner. Empire Captain này là hero hay là gì? Ember Hero sao? Ngon á. Hoặc là xây đường thủy nè, có thể tăng tiền nhiều hơn. Ở Marineford cũng vậy hả? Em rất mới level 1 mà lên level 3 mới được. Ở đây có nhà kỵ nè, mình có thể xây nhà kỵ binh. Public Order cộng 4 và Public Order cộng 3. Thôi tạm thời xây cái nhà này trước đi, đặng mình xây public order nữa. Rồi tăng cái này là tăng tăng income nè, 2.500 luôn. Nhiều quá, thôi để dành tiền đã, từ từ đã. Chúng ta không có nên xài hết tiền cùng một lúc. Có tiền vô cái là phung phí liền là không nên. Chúng ta phải đầu tư đúng như cái hạng mục cần thiết thôi. Những cái mà chúng ta need thôi, chứ không có đầu tư những cái chúng ta want. Ok, trả lượt. Cái gì? Gì đấy? Gì đấy? Super Joy War against Again là nào đấy? Undiscovered Section. Là một đứa nào đó chưa biết à? À, chắc bọn Vampire đấy mà. Bọn green skin không thấy động tĩnh gì. Bọn nó đang tuyển quân à? Phải không? Nó đang ở trạng thái là garrison à. Bên nó là 14 à. 14 mà được chỉ huy bởi thằng tướng cù bắp. Thế à? Rồi thằng thủ lãnh nó đâu rồi? Vẫn chưa thấy. Thằng thủ lãnh là thằng Rimgore, thằng nó không thấy nó đâu hết. Thằng đó kinh lắm à? Thằng đó là chùm faction leader mà không thấy nó. Encycle là bao vây đúng không? Encycle là bao vây. Biết vậy nãy mình theo thằng lùng đánh thằng Renton, tại đâu có chiếm được nhà tụi lùng đâu. Ơi, thằng Renton nó đánh thằng lùng nè. Chết. Thấy không? Kiểu này là kiểu như nó tọa quan xem hổ đấu, xem ở thằng nào thắng nó sẽ đánh thằng thua, thấy không? Ố, gì vậy? Ai đánh ai vậy? Đánh nó hả? Đánh nó.
ha. Ờ, sao bên ông chỉ có một tướng đi đánh một thằng tướng thôi hả? Ừ. À, bên tụi nó là, ui, bên tụi nó không có bộ binh ông ơi. Này tôi sẽ hát thắng chắc. Bên nó không có bộ binh, chỉ có hai đạo ọt boy thôi. Ờ. Mà toàn bắn cung hết. Tại vì ông nhớ không, cái thằng này bộ binh của nó bị tôi giết trong trận, trong cái tập mà bị mất hai thằng tướng ấy. À. Cái tận mà có quay ấy. Giết sạch bộ binh với nó, nhớ à? À. Thế là nó chỉ còn mỗi quân mặt cung thôi. Đó. Ok. Ơ, mình chỉ huy thằng này à? Ông ơi, cho lùi ở phía tôi đi. Đứng ngay đây được rồi, quân ông ngay đây còn gì nữa. Quân lùng rầm rầm kéo ra nè. Này, lấy quân đi. Yeah, hai đạo à hả? Bốn đạo. Ok, kéo lên đây hết coi. 2, 3. Nó sẽ tạo đội hình nè. Như thế đủ quân chưa? Chắc là đủ rồi, tại vì bên nó lực lượng bên mình một hay đánh chấp hai mà đó gì. Ờ. Để sắp xếp đội hình cả nha. Thằng tướng chính cấp tôi không cho đi đánh. Được, có pháo binh nữa nè. Ừ. Có máy bắn đá nè, ghê không? Nói chung mình phải kiếm cách nào để mà mua thêm pháo binh. Cái một kho đó gọi là cái pháo cao xạ hay sao á. Trả thù cho những người anh em đã ngã xuống tại nơi đây. Nơi đây là một chôn của không biết bao nhiêu người. Ông ơi, đứng xem đội hình tách tách ra hay như nào đi. Đúng, đứng trước hay đứng sau như nào đi, nhìn lộn xộn đấy. Tôi đang đứng trước nè, lên nè. Rồi, cho pháo binh bắn nha. Ừ. Cẩu quá đi, bắt nó lại gần. Ê, lùi lùi xuống tí đi. Đứng lên cao quá. Ờ, à, tới đó là hết rồi mà. Ôi, giữa đạo luôn nha. Chết chúng mày đi. Đúng rồi. Xa mày. Trả thôi. Tướng nó đâu à? À về. Tướng thủ bắt à? Nép người, ôi ôi ôi. Máu me kìa, máu. Trời ơi. Ôi. Ui. Ôi, vũng máu luôn. Mà nó vẫn cười không ạ? À. Vẫn còn cười được à? Ôi, 125 luôn kìa, mất một nửa máu rồi kìa. Bắn vô cái đạo ở đây, đạo đó mất một nửa HP rồi đó. Để xem chúng nó lì đến bao giờ. Lì không chịu lên à? Này. Lì này. Ôi, pháo bắn, bắn, bắn xa thiệt bắn chứ. Bắn xa nhờ, à. Bắn xa quá. Vũ khí của lùng có khác. Bắn kinh nữa chứ kinh. À. Gần chết luôn rồi kìa. À, còn có một phần, còn một phần ba máu à. Để đứng yên cho mình bắn. À, lùi 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 à. Không đứng có lùi. Không lùi, không tiến. Bọn này, bọn này nó kêu hả? Bọn goblin là bọn hả? Bỏ đi, thí. Bọn này âm mưu rồi. Nhìn máu đỏ loam hết cả. Sắp chạy rồi. Sinh lực địch của nó. Thế là xong một đạo. Ôi. Ôi, chí chí đấy. Đúng. Hài lắm. Còn 57 con. Để tua nhanh xem nhá. À. Cứ đứng xa bắn đi. Ừ. Bùm bùm. Chạy rồi, bắn đảo kia coi.
tới đảo này. Oh, nó đang di chuyển rồi. Nó cho đảo này ra phía sau đứng. Sao mà nó không chịu lên nhỉ? Tại vì bọn nó biết là lên là chắc chắn thua không ạ? À. Mà bắn đá còn một nửa là bắn đá thôi. Thả bắn đá úp. Bắn bọn úp không ạ? À. Nhìn bọn này có vẻ to con hơn. Úp. Big Bagit. What the fuck? Sao tỏ ra tên lạ vậy? Còn nó nhiều cung nhỏ. Ừ. Đạo này chắc là đạo tướng rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Sao nó không lên à? Tôi nhanh. Trời ơi. Để xem nào. Cứ tiêu hao sinh lực địch để bắn hết đạn đi đã. Lên. Chắc là bọn nó bắt ép mình phải lên rồi không ạ? Tướng nó đứng nào? Tướng nó đứng này. Kìa. À, một con goblin. À thôi, tôi sẽ bắn tướng nó ạ. Bắn tướng nó. Bắn tướng nó khó trúng hơn nè, bắn luôn một đạo. Ừ. Phải lên rồi ông ơi. Tấn công thôi. Vừa bắn vừa tấn công đi, còn bao nhiêu đạn không? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi thì bắn tấn công lên là vừa hả? Để tôi đánh cánh phải nha. Xem tập hợp lại quân đi. Xếp lại đội hình đi ông ơi. Đội hình chuyển sang thế tiến công không ạ? Để xem nào. Nãy giờ mấy bắn đá giết được bao nhiêu con rồi? Làm sao để xem? Bấm vào detail á. À thôi, tôi tự 202 con luôn, ghê. Giết khiếp rồi. Giết vậy là đạt chỉ tiêu rồi đó. Ông ơi, sao đứng xa thế? Đứng lùi ra đây. Thế mà nó ép mình phải đánh thật. Tại ông đánh nó mà. Đúng không? Nó kêu là một bay tấn công ta mà. Mình làm gì phải, mình cứ đứng trên đây mình phòng thủ. Cứ đoán đi, tụi nó bắn tụi nó sẽ hết đạn thôi. Bọn này không biết tiếp quân đâu ạ. Nó chả biết tiếp quân là gì. Mười phút đã trôi qua. Được chưa? Chuẩn bị nhá. Rồi. Mày bắn đã hết đạn rồi. Lên. Đánh như nào đấy? Đánh nào ông... Chúng ta là quân lùng thì cũng đâu có nhiều sự lựa chọn. Chỉ có lên và tấn công sắp lá cà thôi. Đi chờ bộ là đi chậm thôi ông thần ấy. Bọn nó đang yếu rồi, mắt nó chạy. Tập trung cho hai cái bên mình vào xử đẹp thằng tướng bên nó trước nha. Đánh xong tướng mà nó là giết tướng nó là xong, nó quân nó sẽ mau xuống tinh thần ha. Với lại quân mình giáp châu mà tụi nó bắn cung chả xi nhê gì á, giáp bọn bắn cung bên ọt nổi tiếng bắn yếu nữa, lo gì. Cho tụi nó bắn đến Tết sau không sao. Cho tướng bên ông đi xích về phía bên tướng bên nó đi, đi cách xa kìa. Giờ tấn công nữa. Tướng nó núp tú đằng sau luôn rồi. Mình sẽ ra đằng sau mình giết nó luôn.
mình đi đến đâu là quân nó sẽ tự động nó lùi ra đến đó mà, tại vì quân nó sẽ tại vì quân nó tốc vô Millimod cái gì ta? Ok ok, xe mod đó. Cho nên tự động nó sẽ chạy ra hết, nó tản ra kìa thấy không? Ừ. Đúng rồi, quay tường nó không ạ? Ui, tường nó bị tụt máu kinh nha. À. Ô, tụt máu đúng nhanh luôn ha. Lại con Goblin mà dễ chết lắm. Thế chắc quân nó cứu giá kìa. Chả cứu được đâu. Thế sao ông để đạo này bị đứng bắn vậy? Tại vì hả, để dí nó thì quân bắn cung bắn không được, cho nên phải để cho nó chịu bắn. Đây nè, dí nó thì quân bắn cung mất ra khỏi tầm bắn không được nữa. Để bắn cung mình đứng phía sau mình bắn trả nó lại nè, chứ đâu phải là để đứng không cho nó bắn đâu. Tưởng nó chết chưa, tưởng nó chưa chết kìa. Tưởng nó rút rồi, nó có kỵ binh mới bắt được nó. Ờ, nó quay lại kìa. Để tôi đi. Quân chúng ta sẽ thắng thôi, tại vì tướng nó bỏ chạy là quân nó mất hết nhựa khí rồi. Tướng mình dí theo giờ đánh tướng nó đánh đứt nó. Hai thằng dí nhau kìa. Để coi thằng nào chạy nhanh hơn. Thằng này 32, nó 29 nè, tại nó mệt rồi. À, tướng mình vẫn còn khỏe, tướng mình vẫn còn chạy nhanh hơn nữa. Nhưng mà giết được tướng nó đi, tướng nó sắp chết rồi. À. Rồi để tôi qua kéo qua đây hỗ trợ cho đánh tan lại bên này rồi. Ui nó quay lại. Ừ. Khoan khoan, chưa xong rồi. Nó vẫn còn quay lại. Yeah. Cho tàn sát đi. À. Lấy kinh nghiệm. Chu. Bên đâu có mất gì nít nào đấy. Không. Đó, tốt. Unit nhiều chết nhiều nhất bây giờ vẫn còn 27 con nữa. Thôi chắc là có đuổi được con nào nữa không? Không. Nó chạy nhanh quá. Chân ngắn là đuổi ai? Bởi là cái đạo chính thì là nằm ở Reinforce nên chả biết giết được bao nhiêu. Con quỷ giết được 6. Kìa, giết được 677 với 385 kìa. Tôi sẽ không tuyển tướng nữa mà tập trung xây dựng quân đội cho hai cái đạo này full stack à. À, xây dựng quân đội, nâng skill cho tướng lên. Ông ơi, Raise là biến thành bình địa. Raise, ừ là biến thành bình địa. Nhưng mà chả được cái gì. Hay cho biến thành bình địa chỗ này nhở? Biến thành bình địa rồi thì bọn nó đến bọn nó có làm thành set cho mình được không? Có. Nhưng mà nó sẽ phải tiêu tốn một ít thời gian với lại một nửa số quân với lại phải xây dựng chỗ đó lại từ đầu. Ờ. Thế thì thôi Occupy. Để chỗ này làm. Ờ đúng rồi, Occupy được thì cứ Occupy chứ mắc gì. Ok. Có một thằng tướng lên liver. Very well, if you insist. Đây nè. Chút nữa đánh với bọn Renton là bọn nó hầu hết là đều sử dụng giáo không à. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch để mà đánh chúng nó. Bọn nào? Đâu? Không. Ừ, đánh về xứ Renton đó mà tụi nó sử dụng quân giáo là chủ yếu à. Tụi nó không có lính cầm kiếm. Bring me to my men.
cho nên tôi đang nghĩ cách. It shall be so. Có thể là lấy súng bắn nó nè. Lấy súng bắn nó là ngon nè. Ừ. Để anh này xem nào. Bây giờ tôi sẽ cho đạo nhà thủ ở đây. À, chia đôi quân ra. 18. Not likely. À, nó mua thêm quân ở đây. À, thằng quỷ tướng chính 4 con với 4 đạn. Nhưng mà mình vẫn đông hơn nhiều. Hình như trong đây vẫn là địa phận của mình. Chút nữa thể nào cũng có quân nổi loạn ở đây. Cho đạo phụ mình đi đánh là vừa luôn. Vừa đẹp. Và rất hiu. Full 20 đạo luôn nè. Elihart nè. Elihart hơi bị nhiều lính rồi đó. Chúng ta không có phải lo nữa. Rồi bây giờ chỉ cần lo cánh Hemgard này thôi à. Ok, bây giờ đi Diplomacy xem nào. Hết rồi. À. Ở cái gì đấy? Custer. À. Sao có một thằng mình chưa cộng now. Skill à? Cho hit point 6% đi. Bữa này quân chúng ta tăng lên rất là nhanh đúng không? Hai dấu cộng luôn. Hồi máu nhanh. Ồ, bây giờ chúng ta lại có một cái mission nữa. Đó chính là nhiệm vụ là defeat a force thuộc vào một trong những cái nước sau: Ostland, Hochland hoặc là Ostermars. Hochland là bọn túc trên đây luôn. Ostland, mấy cái thằng này rất là xa luôn nha. Có lẽ chúng ta nhiệm vụ đó hơi bị khó nhằn đó, bởi vì quá xa, khó lòng mà đánh được. Thôi, để tấn công cái đạo này đi. Biến nơi đây thành bình địa. Men, we must attack. Để chúng ta auto resource. Để lấy kinh nghiệm. Vừa lấy kinh nghiệm vừa đánh quân tụi nó. Một công đơn việc. Lại có được món vũ khí mới. I command here. Bây giờ đi về à. Không được à. Yes. Oh, turn này chúng ta đi hết được rồi. Kiểu như là mới đánh đánh xong chỗ đó là không thể nào di chuyển được nữa. Thì kệ. I will marshal the men. By Sigma's right. Okay, bây giờ mình kéo quân ra đây đứng nè. To the provinces. Absolutely not. The nation calls. Để lượt sau mình sẽ đánh. Lượt này không có đủ lực để đánh à. Để xây nhà thêm kiếm tiền nè. Xây cái nhà này 2,500, income sẽ lên 500. Ok. Rồi xây nhà kỵ binh nè. Ok, và chắc là chúng ta sẽ xây game tới đây đây. Thời gian nó cũng chúng ta chơi cũng khá lâu rồi. Để mình xây game và ok, thôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.